Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một cây trao giỏ của họ Lan, đó chính là cây son môi. Thì cây son môi này thì nó có vẻ ngoài độc đáo, xinh đẹp và đang nhanh chóng trở thành những lựa chọn trang trí phổ biến của hầu hết những người yêu cây cảnh. Tuy nhiên, để thưởng thức được những cái hoa cây son môi trong thời gian dài thì bạn cần một số lưu ý về cách chăm sóc. Thì sau đây hãy cùng hai chị em và sau lúc cây đời tìm hiểu về loài cây này. Thì về đặc điểm của loài cây son môi này thì nó còn có một tên gọi khác, đó chính là cây lan son môi, và tên là một loài cây xanh lâu năm có nguồn gốc từ khu vực nhiệt đới của Đông Nam Á. Tại vùng bản địa, chúng phát triển dưới dạng biểu sinh, là loài thực vật mọc trên các loài thân cây khác. Còn là cây son môi thì là một loài cây dây leo mọc ủ xuống và dài khoảng 20-30 cm, và nên nó rất là phù hợp để trồng trong các chậu treo trang trí này, là điểm nhấn của các văn phòng, là của ban công. Và điểm đặc biệt là cây son môi nó có một hình dáng độc đáo, có những bông hoa trông giống như những con son vậy. Đây, cây hoa nhà em là đang đang hoa rồi, một bé. Còn nếu nó nở to thì nó sẽ có một màu đỏ và giống một cái son môi. Tùy thuộc vào giống, màu sắc của hoa có thể từ đỏ tía chuyển sang vàng cam, trong đó màu đỏ tươi là phổ biến nhất. Còn mùi hương của loài hoa này thì nó là rất là khá nồng, làm son môi sở hữu những chiếc lá hình bầu dục dài và sáng bóng, tạo thành một bức màn màu xanh rất là tươi mát. Cây này rất là tươi tốt. Là các bạn ơi, về cái công dụng của cây son môi này á, thì cây son môi này có rất là nhiều công dụng này. Thứ nhất là về trang trí và làm đẹp. Thì cây son môi này với cái lá xanh mướt và hoa đỏ tươi rực như thế này, son môi này được trồng và sử dụng rộng rãi ở chỗ như là một cây cảnh trang trí không gian sống của gia đình mình, ngôi nhà của mình và văn phòng, nhà hàng hay là khách sạn. Đó, thì thứ hai là về cải thiện chất lượng không khí, thì như các loại cây khác thì cây son môi này cũng có khả năng là hấp thụ chất gây ô nhiễm trong không khí. Điều này sẽ giúp cho cái tinh thần không khí của chúng ta trong nhà sẽ được cải thiện chất lượng không khí hơn, đấy, thanh mát hơn, thoáng mát hơn đó. Ba là về tạo cho không gian của mình nó thư giãn hơn này. Son môi này có khả năng là tạo cho mình một không gian thư giãn và gần gũi với thiên nhiên hơn. Có thể mình sẽ ngắm nhìn cây xanh và hoa đỏ rực của nó, có thể là sẽ giúp bạn giảm căng thẳng và tạo cái cảm giác bình yên cũng như là thư giãn hơn. Về ý nghĩa của phong thủy thì cây son môi này thì cái hoa của nó màu đỏ rực giống như lửa ấy, nên là với cái hương còn nồng ấm và tựa như mật ngọt như thế này thì cây son môi này mang ý nghĩa tượng trưng cho lòng sắt son, chung thủy và trong tình yêu và gia đình đó, vợ chồng hay là trong tình bạn. Cái son môi này thì hợp với cả mệnh mộc và mệnh hỏa nha. Tuy nhiên thì các mệnh khác yêu thích và trồng cái cây này cũng không hề xung khắc gì. Và cây son môi này thì hợp nhất với tuổi Mão này, Tý này và Sửu dần. Nói chung là tất cả các tuổi đều có thể trồng cái cây này, nó có thể hợp với cả các mệnh mà. Đó. Về cách trồng và chăm sóc thì cách trồng của cây son môi này là dâm cành, hoặc là chúng ta có thể mua về cả chậu như thế này đỡ phải trồng, mình không cần phải dâm cành, mình không cần ươm ấy. Đó. Thì tìm cái cây son môi nào phát triển tốt nè, để mình có thể về treo trong nhà. Đó, để đảm bảo chất lượng cây son môi khỏe mạnh thì mình cần tối ưu cái thời gian, và khuyến khích bạn nên mua các giống cây son môi này khỏe mạnh
và gì nhỉ, nó có thể ra hoa. Như cây ở chỗ sơ rung cây đời của mình thì mình đã chăm cho nó ra hoa như thế này, thì các bạn về chăm thì nó cũng sẽ ra hoa đó. Phải tin tưởng vào tay nghề của mình. Cây chăm sóc thì về cây cây son môi này thì có nguồn gốc nhiệt đới, nên là bạn có thể bắt chước và tạo cho không khí nhiệt đới ưu thích, như là nè, ánh sáng thì cái loại cây này ưa sáng và tránh ánh nắng trực tiếp, và quá ít ánh sáng thì cũng sẽ dẫn đến là cây sẽ bị rụng lá đó, nên là mình cần nhiều ánh nắng, không cần quá nhiều ánh nắng mà cũng vừa vừa, mình để nơi thoáng mát đó. Nếu mà nắng quá thì nó sẽ bị cháy lá nha mọi người. À, về độ ẩm thì cây son môi này chúng ta thường giữ cho cây khỏe mạnh và ngăn ngừa một số bệnh sâu bệnh về độ ẩm cao á. Nước tưới thì bạn chỉ cần tưới nước vừa phải cho cây, đảm bảo không làm cây ướt sũng đất này, nếu không thì sẽ nguy cơ bị thối rễ và các bệnh về nấm nhá. Bón phân thì tôi khuyến khích các bạn là sử dụng phân bón hữu cơ nhá, để phân bón hoặc là phân bón hóa học để chúng có thể có tác dụng dinh dưỡng tốt nhất và phát triển cây dễ nhất, tốt nhất. Thì có rất là nhiều câu hỏi thường gặp về việc trồng cây son môi, thì có thể trồng cây son môi ở đâu trong nhà? Thì bạn có thể đặt cây son môi ở bên trong phòng khách hoặc là các khu vực khác trong nhà để đảm bảo không có ánh nắng trực tiếp này, trong không đặt ở những gần cửa sổ và chú ý giữ độ ẩm cho cây vừa phải, cũng không nên tưới nhiều nước quá để tránh tình trạng cây bị ngập úng thối rễ. Còn có người hỏi thì trồng cây son môi ở ngoài trời được không? Thì là bạn có thể trồng cây son môi ở ngoài trời, tuy nhiên thì cần giữ chúng ở những vị trí bóng râm hoàn toàn hoặc là một phần, và lưu ý các điều kiện chăm sóc đã nói như ở trên. Hoa của son môi có lâu tàn không thì khi được tưới trồng trong điều kiện ánh sáng lý tưởng thì độ ẩm thích hợp hoa của cây la son môi này thì có thể kéo dài đến 3 tuần. Còn về thời gian mà hoa này, cây này ra hoa thì thường hoa son môi sẽ ra quanh năm và không đáng kể ngày tháng nào khi cây được chăm sóc ở điều kiện tốt và đầy đủ chất dinh dưỡng, cây sẽ ra hoa đẹp và rất là sai hoa. Và còn khi thân cây có kích thước từ khoảng là 30 cho đến 40 cm thì cây sẽ ra hoa. Đây, cây bên em đã đạt đến cái trường đại như thế và nó đã đang ra hoa rồi. Mọi người có thể mua son môi ở đâu? Hiện nay có rất nhiều bán loại cây này, nhưng mà ngay hiện tại thì ở cây Saromen đã có sẵn loài hoa lan này, thì mọi người có thể liên hệ qua shop em tại số điện thoại và góc trái màn hình, địa chỉ ở góc trái màn hình để có thể biết thêm và được tư vấn một cách trực tiếp nhất. Bye bye mọi người.